Thực đơn tiệc cưới đa phong cách của Văn Hậu, Hải My. Thực đơn tiệc cưới tại Hà Nội sử dụng các món kiểu Âu, Thái, Hoa kết hợp các món đặc sản Việt Nam. Tối ngày 26 tháng 11, tiệc cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được tổ chức tại Hà Nội, dành cho bạn bè, người thân. Địa điểm được lựa chọn là một khách sạn 5 sao tại quận Hoàn Kiếm ở trung tâm Hà Nội. Khác với thực đơn đầy ắp đặc sản quê nhà Thái Bình hôm 11 tháng 11, lần này, cô dâu chú rể đãi khách với thực đơn đang xen phong cách ẩm thực trong nước và quốc tế. Một số món được nấu theo kiểu Thái, kiểu Âu hay kiểu Hoa. Tuy nhiên, điểm trùng hợp là cả hai thực đơn tiệc cưới đều có 13 món. Thay vì chỉ có một món salad như hầu hết các đám cưới, hai vị bữa tiệc là hai món salad nhiều rau xanh, vị thanh mát, cảm giác nhẹ bụng. Món đầu tiên là salad miếng tôm kiểu Thái, một món ăn quen thuộc ở hầu hết các nhà hàng Thái Lan, gồm có miếng, tôm, rau mùi, vừng, cần tây, ớt, chanh. Salad có vị chua cay nhẹ, hợp khẩu vị của nhiều người. Món salad thứ hai là salad rau diếp giòn với thịt hun khói và bánh mì giòn, rắc phô mai. Đây là món ăn quen thuộc dùng để khai vị trong thực đơn kiểu Âu. Món chả tôm có lớp vỏ giòn rụng, bên trong là thịt tôm tươi, đậm đà chấm với tương ớt ngọt. Món khai vị cuối cùng là súp hải sâm, thịt cua và nấm. Là một món tăng thanh cảnh, nhưng súp này sử dụng nguyên liệu rất chất lượng, trong đó có hải sâm và thịt cua. Hải sâm là loại hải sản quý, giá thành cao, bổ dưỡng, thường dùng trong các bữa tiệc sang trọng, cao cấp. Tiệc cưới nhà Văn Hậu sử dụng tới hai món với nguyên liệu này. Tôm rồng nướng tỏi hương mùi là món ăn nghe lạ mà quen. Tôm rồng hay còn gọi là tôm hùm đỏ, là một trong những loại hải sản quý và bổ dưỡng, thường có ở Nhật Bản. Tôm được nướng với gia vị tỏi băm và rau mùi, thêm chút mỡ hành, chuẩn phong cách Việt. Cá song hấp xì dầu hành hoa cũng là một món ăn quen thuộc trong các đám cưới. Mang phong cách ẩm thực Trung Hoa. Thịt cá chắc ngọt, ngấm sốt xì dầu đậm đà, phủ một lớp hành hoa chẻ và rau thì là. Món chính còn có đùi gà rút xương sốt nấm, ăn kèm với cải chip, khá giống các món của người Hoa và canh gà hải sâm với su su. Không làm gà luộc, hấp hay nướng, đám cưới Văn Hậu đổi mới với món ăn biến tấu từ thịt gà để đãi khách. Thực đơn tiệc cưới lần này bổ sung nhiều món rau, trong đó có rau xào tứ sắc với ngô bao tử, súp lơ xanh, súp lơ trắng, củ cải, cà rốt, nấm cùng nước sốt. Ngoài ra, món chính còn có bò Australia áo chảo sốt tiêu sọ xanh. Món ăn kèm là xôi vò hạt sen. Cơm trắng còn món tráng miệng là chè sen long nhãn, món ăn đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.